Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Đến tham dự có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, đồng chí Trần Quốc Tuấn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2027, gắn với quy trình bầu thành viên Ban Thanh tra Nhân dân xã Phường nhiệm kỳ 2022-2024. Hướng dẫn việc lựa chọn nhân sự giới thiệu người ứng cử trưởng khóm ấp gắn với cơ cấu nhân sự chức danh bí thư chi bộ khóm ấp. Hướng dẫn công tác rà soát và thực hiện quy trình bầu bổ sung qua giải viên cơ sở. Cuộc bầu cử trưởng khóm ấp gắn với quy trình bầu thành viên ban thanh tra nhân dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc sẽ được diễn ra vào ngày Chủ nhật 25 tháng 9 năm 2022. Hiện nay toàn thành phố có 7 trên 7 xã phường đã ban hành quyết định công bố ngày bầu cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2027 trên địa bàn mình đúng theo quy định. Cuộc bầu cử trưởng ấp khóm nhiệm kỳ 2022-2027 Thành viên thanh tra nhân dân xã Phường nhiệm kỳ 2022-2024 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo và phát huy đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, để lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn bầu vào chức danh trưởng khóm ấp, đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức triển khai chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao, chăm lo đời sống nhân dân và đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.